Cuộc thi Hoa khôi du lịch Đà Nẵng 2021 được tổ chức với mục đích tìm kiếm đại sứ cho ngành du lịch thành phố, cũng như truyền thông quảng bá điểm đến Đà Nẵng. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của cuộc thi diễn ra vào sáng nay. Theo thể lệ cuộc thi, đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi, đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, hoặc là người con của Đà Nẵng đang học tập, làm việc ở mọi miền Tổ quốc với mong muốn trở về để cống hiến cho quê hương. Qua cuộc thi, ban giám khảo sẽ chọn ra những đại diện tiêu biểu, hội tụ đủ các yếu tố của sự hiện đại, tri thức, nét đẹp tâm hồn, vẻ duyên dáng, cũng như bản lĩnh của người phụ nữ trong môi trường hội nhập quốc tế. Cuộc thi có các danh hiệu gồm Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2, cùng các giải phụ khác, với tổng trị giá giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng. Trong 2 năm, kể từ khi đăng quang, những gương mặt đại diện sẽ tham gia các hoạt động xã hội, quảng bá xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng. Dự kiến vòng sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, vòng bán kết ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 và vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 22 đến ngày 29 tháng 4. Trong đó, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại Cung Hội nghị Quốc tế Arizona Đà Nẵng và tiếp sóng trực tiếp trên kênh Đà Nẵng TV2, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng.